Khi 24 hơi cao, 20 hơi thấp thì bộ xe đạp Kali vành 22 này sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho các bé. Và theo kinh nghiệm bên em thì phù hợp cho chiều cao từ 1m25 đến 1m45 là đi vừa. Và đối với dòng xe trẻ em thì có một cách đo khác nữa, đấy là đo chiều cao từ yên xuống đến đất khi hạ min ghi yên này về đây. Thì dù của em xe này đó là 65 cm nhá. Thành ra các bác đo chiều cao mặt trong chân của các cháu ấy, tức là chiều cao gọi là in sim, nếu mà loanh quanh tầm 65 là đi vừa. Và em xe này đã được niêm yết tại công ty đâu đấy là 3,2. Tuy nhiên khi đến bên em thì mức giá sẽ tốt hơn rất là nhiều, vì em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí. Và em nó có 4 màu rất là đẹp, cuối video em sẽ để danh sách các màu. Và sau đây mới phần review chi tiết về em nó. Về khung càng, xe được khung hợp kim thép, có mỗi hàng thép nó sẽ chìm như này. Dây điêm khung 100%, đề can thương hiệu là Kali, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Và mã của em nó là M320, nó ghi ở trên này. Và có tem QR để check chính hãng đầy đủ, hàng phân phối chính hãng bởi công ty Hoàng Thành Phát. Và nước sơn tính tiền của nó cực kỳ mịn và đẹp. Phía trước có thêm một cái logo Kali và có số khung đầy đủ. Về size số thì nếu mà đo theo kỹ thuật ấy thì gióng đứng của nó là 32, gióng ngang của nó là 52. Đây là đo theo kỹ thuật thôi, chứ còn trẻ con thì thường nó phải ngồi được lên yên nó mới đi xe, chứ nó không bao giờ nó đứng vào khung đây cả để mà đo khung xe cả. Về lỗ chờ phía sau thì nó có lỗ chờ đầy đủ để bắt tay ba ga chắn bùn, chân ba ga và chân chắn bùn dài nếu có đều bắt được thoải mái nhá. Về càng phuộc, nó là càng phuộc bằng thép thôi. Đây, thép này được sơn tính điện chỗ này lên, đồng bộ màu rất là đẹp. Cái ống phía dưới này rất là to khỏe nhá. Nói chung là cái phuộc của hãng nó lắp thì không bao giờ nó lắp cái phuộc mỏng mỏng yếu yếu cả. Về chân chống là một cái chân chống tiêu chuẩn thôi, tầm này cũng chưa ai lắp cho cái chân chống gọi là hai vít full nhôm cả. Thì cái này là ưu điểm là nói chung là nó nhẹ nhàng, gạt lên gạt xuống được rồi, nó chỉ không quá bền thôi. Dùng mà cứ ngồi lên xe xong mới gạt chân chống ấy thì rất là nhanh choáng, cho nên là các bác dặn cháu là cứ gạt chân chống xong mới ngồi lên nhá. Về bộ chuyển động, xe sử dụng một đôi Meyer làm bằng thép được sơn tính điện lên màu đen để chống rỉ, và cái bản Meyer rất là dày dặn này, có cái đĩa phanh nó sẽ bắt trực tiếp vào Meyer. Đây là loại Meyer đắt nhất của dòng Meyer thép nhá. Một số dòng rẻ hơn thì thường nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Tiếp theo là cái đĩa nó bắt vào một cái pad nhôm, xong rồi vặn vào Meyer thì nó sẽ yếu hơn. Và nó chạy Bicon, ưu điểm Bicon là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Và cái loại Bicon này thường dùng tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi được bác nên siết sửa một lần. Phía trước sử dụng trục chốt mở nhanh, phía sau thì sử dụng trục siết đai ốc, nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành nhôm hai lớp dày của Kali. Và vành này nó chỉ dày khoảng tầm 2 phân thôi. Thực ra là dòng trẻ con này cũng không làm quá dày, nó sẽ nặng xe. Tiếp theo sử dụng van là van cối, ưu điểm là đi đâu bơm được. Lốp của nó là lốp của CT của Đài Loan Xịn, rơi vào tầm 15 đến 20.000 cây về độ bền, và thông số của nó là 22 x 1.95 nhá. Rồi tiếp theo nữa là áp suất lốp bơm từ 2,8 đến 4,5 cân, thường bơm tầm 4 cân là ok. Đây cái lốp vân rất là đẹp nhá, vân của thằng CT làm phải nói là em thích mắt nhất so với cả thằng Kenda. Kenda làm nhiều lúc còn vân nó còn bị thấy gai gai hơn nhiều. Tiếp theo là cái Meyer sau, đây là loại Meyer lắp líp vặn tiêu chuẩn trong tầm giá. Về bộ truyền động, xe sử dụng một đôi bê đan có vỏ phun nhựa và chạy Bicon. Ưu điểm Bicon thì là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Và cái vỏ nhựa này của nó phía ngoài này nó cũng khá là dẻo, đổ nó hạn chế vỡ hơn thì nó sẽ bền hơn cái loại mà cái vỏ cứng nhá. Rơi vào tầm 5 đến 7.000 cây. Một cái bộ đùi đĩa làm bằng thép và có đĩa là 36T. Trẻ con thì không cần là đĩa nó phải quá to bởi vì nó phải đi quá nhanh đâu. Được cái là nó có chắn xích rất là sạch sẽ, và đặc biệt là có chắn xích cả mặt ngoài mặt trong luôn, vừa hạn chế tua xích và phải nói là thực sự rất là sạch. Một cái xích cơ bản bảo dưỡng tốt dùng được tầm 6.000 cây. Củ sau của nó là củ TZ31A, củ này cũng khá là ít xuất hiện, nhưng mà hàng chính hãng Shimano nhá. Phía sau có dập chìm chữ này. Hàng của Kali thì không bao giờ lắp cái hàng fake vào đây nha các bác. Một cái lip vặn 7 tầng có thông số là 1428T, lip của ATA của Đài Loan. Cái này nó bền rồi, gần như cũng một 8,5-10 so với Shimano rồi. Nếu mà trong tầm một tuần nó không lỗi, nó sẽ không lỗi đâu. Và thường là bên em bảo hành 1 năm cho cái lip đấy, nếu mà nó kêu thì bên em bảo hành thay mới miễn phí nhá. Rồi tiếp theo là một tay đề của Shimano Revoship. Cái này là tay đề vặn, trẻ con thì dùng cái này là dễ nhất này, vặn lên vặn xuống như này. Và chỉ cần một bên nha các bác. Cái dùng 3x7 rồi 3x8 thì thực sự nó không có cần thiết, trẻ con chỉ cần 1x6 thôi đã đủ rồi. Và đây đang lắp là 1x7. Và cái tay đề này thì không phải quảng cáo nữa, rất là bền. Và được cái chất cao su của thằng này sau này nó cải tiến hơn này, thì kể cả phơi mưa nhiều nó sẽ đỡ bị gọi là bị mủn hơn so với cái thằng RS50 bình thường ngày xưa. Về phanh, xe được hệ thống phanh đĩa cơ và có tay phanh thì nó không tích hợp vào tay đề nhá, nó là rời, sau này sửa chữa thay thế nó sẽ dễ hơn. Và cái chất lượng hoàn thiện của tay phanh này em đánh giá nó mức tầm 8 điểm trong cái tầm giá này rồi. Nếu mà nó chắc tay hơn chút nữa là ngon. Nó rất là dày dặn nhá, và chỗ này thiết kế uốn vào trong này để cho trẻ con dễ bóp.
Rồi tiếp theo nữa là một cái củ phanh của nó là củ phanh tiêu chuẩn thôi, dùng được tầm 3 năm. Không tông ly thì cũng của một cái hãng nào, nó thực sự là nó là của Tàu. Đi tầm 3 năm thì các bác một là thay má nếu mà lò xo nó còn tốt, nhưng mà thường đi 3 năm thì lò xo nó sẽ kém rồi. Những loại này nó lò xo không trụ được quá lâu. Thì sau đây các bác thay một củ mới nhá. Củ mới bên em bán bình thường rơi tầm 50.000, cả công thay rơi vào tầm 70.000 thôi. Và đây là đĩa phanh 160 tiêu chuẩn cả trước cả sau, rất là thể thao luôn. Về hệ thống lái, xe được một ghi đông làm bằng thép, được sơn tính điện lên màu đen để chống rỉ, và độ rộng của nó là 58 cm. Thiết kế của nó cánh én khá khá và cũng bo cong khá khá, này thì lái sẽ rất là thoải mái luôn. Pô tăng làm bằng nhôm của kali, chén cổ làm bằng nhôm, cọc yên của nó làm bằng thép nhá, được sơn tính điện lên. Cái khóa cọc yên của nó thì phải là rất là dày luôn này. Chả hiểu sao xe thì rẻ, chắc là thiết kế cho trẻ em thì nó mới làm một cái khóa dày như này, để cho trẻ em cũng có thể là mở ra mở vào nó nhẹ nhàng được. Rồi tiếp theo là một cái form yên của kali thì độ dày ở mức tốt, chất da thì ở mức gọi là khá khá thôi, nhưng không được quá tốt. Nó không có ranh giữa bởi vì cái tầm giá này cũng chưa ai đầu tư cho một cái yên quá ngon cả. Cuối cùng là về khối lượng, em nó nặng là 13,6 cân. Còn về bảo hành thì là khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm, trừ xăm lốp và bê đan, và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và quà tặng đi kèm vẫn có 4 món như người lớn luôn, đấy là gá nước, bình nước, khóa 4 số và chắn bùn. Ngoài ra thì có tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác lựa chọn được cái xe thật là ưng ý.